Chào bọn em, hôm nay thì mấy con mấy cái bơm nén rồi, dùng để rửa xe xịt thuốc nè, ba tí sướng nha. Đây là nén hai ngựa nè, hai HP nè. Nha, có phụ tùng này hè mới trong thùng nè. Ống vô, ống xả đầy đủ nè. Ô ly đầy đủ luôn. Mua mới nó khỏe rồi con ơi, phụ tùng đầy đủ. Có tèm ra cái phốt cho theo nè. Ha, có phốt cho theo nè. Có đầy ba tí sướng rồi bà con khỏi cần chăm nhớt. Khỏe khỏi chăm nhớt rồi con. Mới thì còn rồi. Đây. Rồi mới là con khỏi chăm nhớt khỏe đó, tí sứ này đây nhìn đây nó trắng trắng đây là tí sứ rồi thấy không nè, tí sứ nè là trắng trắng đó khỏi chăm nhớt con làm đây con, bà con chỉ cần á chăm nhớt ở đây một lần thôi, bà con cần chăm nhớt đây một lần rồi xài xuyên thu là cả đời. Đó là ba tí sứ. Này là hai ngựa nha. Tí là tí 30 á, hai ngựa tí 30. Này là hai ngựa tí 30. Rồi đây con thứ hai. Là tí này con này một ngựa. Tí 27. Cũng có ống đây đầy đủ nha. Một ngựa tí 27. Đây, một ngựa T27. Đây, một ngựa T27. Một ngựa T27. Đây, cái bơm nén ba tí sứ mới trong thùng nha bà con. Mới nó khỏe bà con ơi, phốt bà phụ tùng đầy đủ. Và còn có là một ngựa và hai ngựa. Một ngựa là tí 27, ba ngựa là hai ngựa là tí 30. Đây con này con lớn ba ngựa đây. Ba ngựa là tí 20, nó tí 30. GD 135. À ba tí sứ bà con. À sứ là sứ trắng nè. Bà con chỉ cần đổ nhớt này thôi. Không cần mồi. Không cần bơm mỡ nữa, cái đổ nhớt xài suốt đời á. Đây là ống ra ống vô nè. Ống ra với ống xả, ống vô giống xả giống ra. Ống vô vô gắn đây nè, à với ống xả, ống dầu xả, ống nước chả về, còn ống ga bà con tự mua, di 35. Đây là phụ tùng là cho thêm một cái phốt nha, một bộ phốt nè, bà con xài thêm thu luôn, một bộ phốt luôn. Đây có độ chỉnh là dẫn tròn tròn luôn nào con, tiện nè, không, cái chỉnh là cái dẫn tròn tròn luôn thấy không, bộ phốt được theo. Là cái này là dành cho hai ngựa, đây. À, số dòng là nhà chậm nè, chỉ có 2.000 dòng thôi, động cơ kéo nó là khoảng 3 ngựa là kéo được 40 đến 3 45 đến 30 mét khối, 30 đến 45 lít trên 1 phút. Đẹp á. Còn đây là một ngựa T27 tí sứ hết nha. Ồ, nó có nhu cầu luôn nha, 0886357